quá này các anh mình ơi cái mẫu này là dây chuyền của nam nhá cả dây kèm mặt như này thì bên em hôm nay giảm giá ngay trong livestream này cho mình bình thường thì đang bán ở tiệm vàng hoặc cửa hàng bên em với giá là 1 triệu 550 nghìn nhưng mua ngay tại livestream này mình sẽ được sở hữu với giá 299 nghìn cả dây chuyền kèm mặt luôn nhá anh nào muốn sở hữu mẫu này thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là V2299K kèm số điện thoại đấy dây chuyền đại bàng này thì dây của nó rơi vào tầm 5-6 chỉ nhá rất là đẹp luôn ạ à. mươi 299 nghìn một dây Chất liệu của nó thì bằng vàng non 10k Mình đeo sẽ không phai này Không đen này và không ngứa Được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nhé Đẹp quá này Anh nào muốn sở hữu mẫu này thì phải nhanh tay Bởi vì cái mẫu này bên em về số lượng rất là ít Mà cái bán này thì rất là kỳ công Nên là mỗi lần về được rất là ít thôi nhá, V2299k kèm số điện thoại cho em Đấy 5, 6 chỉ đeo rất là đẹp và rất là sang luôn Chất liệu thì bằng vàng non 10k Nên là mình đeo sẽ không bao giờ bị phai Không đen và không gây ngứa nhá Đấy đẹp này, đấy nhìn hộ em cái dây này Dây của nó rất là dài nên mình yên tâm cho em là đeo sẽ không bị ngắn nhá Để lại số điện thoại cho em là V2 V2 là dây chuyền của nam, đấy đẹp lắm luôn ạ, đây đeo lên cổ sẽ như thế này nhá, 299.000 một dây kèm mặt luôn, đấy bình thường mình đi mua một dây chuyền trơn thôi, hoặc là một cái mặt này thôi đã là 500-600.000 rồi đúng ạ, bây giờ với giá 299.000 mình được sở hữu cả dây chuyền này cả mặt đại bàng này luôn đấy mã của nó là V2 bởi vì cái mã V2 này là em đặt ra để giảm giá ngay trong livestream này cho mình bình thường cái mẫu này thì bên em bán là 1 triệu 550 nghìn mà bây giờ ngay tại livestream này mình sẽ được sở hữu với giá 299 nghìn cả mặt cả dây nhá Đấy lại số điện thoại là V2299K kèm số điện thoại. Đấy chất liệu của em đã nói rồi đúng không ạ? Vàng non 10K không phai, không đen, không ngứa và mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Đấy yên tâm cho em là đeo tắm giặt thoải mái cho em này. Bên em kèm theo một thẻ bảo hành này. Thẻ báo hành này làm sao ạ? Sẽ thu mua lại 80% nếu anh chị nào đeo chán rồi không muốn đeo nữa, bên em vẫn thu mua lại bán lại cho bên em được nhá. 299.000 một mẫu này. Đấy, mã này là dây đại bàng là bán mặt của nam. Cứ để lại số điện thoại là V2 kèm số điện thoại nhá. Đây, cái dây của nó rất là dài này, nhìn kỹ em UM này, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy nhá, dây của nó rất là dài, đeo lên cổ rất là đẹp luôn. 299.000đ ạ. Ui đẹp quá xuất sắc luôn đấy ạ đây này nhìn hộ em nhá con đại bàng chế tác rất là lâu này cánh này cổ này thân này chân ngậm viên ngọc này đấy đá đá rất là sáng luôn đấy ạ rồi 299.000 mã V2 Nguyễn Tuấn Nguyễn Tuấn V2 có số điện thoại lên đơn ạ Nguyễn Ngọc này V2 có số điện thoại lên đơn ạ Bùi Hùng nhận được V2 này rồi đẹp lắm cảm ơn tình yêu Nguyễn Hiệp V2 lên đơn cho mình nhá Bảo Long V2 có số điện thoại em lên đơn ạ rồi anh nào mà chưa để lại số điện thoại thì nhanh tay nhá một bán dây chuyền của nam như này Đấy rất đẹp như này, xuất sắc như này mà 299 000 cả dây kèm mặt. Quá đẹp luôn nhá, mình có thể lấy luôn cả dây kèm mặt này về với giá khuyến mại đúng không ạ? Xong là về mình không nếu mà không thích đeo cái mặt đại bàng này mình đeo một dây trơn, lúc nào thích thì mình lại lắp cái mặt đại bàng này vào. Đấy là mình đã được hai sản phẩm rồi đúng không ạ? 299 000 nhá. Để lại số điện thoại cho em là V2299k kèm số điện thoại nhá, kèm thẻ bảo hành này. Đấy, đây là mẫu đeo lên cổ ạ Và đây là mẫu dây dài của nó nhá, rất là dài luôn ạ Đây, nhìn kiểu em rất là dài Rồi, để lại số điện thoại cho em là V2299K kèm số điện thoại nhé.